Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Phật tử gần xa thân mến, hôm nay là ngày 21 tháng 8. Ủa? 21 tháng 4 năm 2008. Và thì chúng ta nghiên cứu học tập về cái đề tài tham thiền, về thế giới ta bà và thế giới cực lạc. Bữa nay là kỳ thứ 26. Từ hôm tôi nói lần đầu là bài 1 cho tới nay là bài 26. Rồi tôi xin gợi ý một cách rất là cố ý, là chúng ta coi như là diễn diễn là chúng ta học tham thiền. Chúng ta học tham thiền bởi vì tôi có thể nói thẳng với các vị mà không có sai lầm gì hết, không hề có sai lầm. Nếu chúng ta là đệ tử Phật thì trọn đời chúng ta nghe kinh Phật, học kinh Phật và tu tập theo đạo Phật đều là phải ứng dụng cái phương pháp tu tập là tham thiền. Bởi vì đạo Phật của chúng ta không thể là không có thiền mà biết cái gì, mà nhận thức được cái gì ở trong đó cho chân chính và sâu sắc được hết. Mà muốn nhận thức cái giáo lý đạo Phật cho chân chính, cho sâu sắc thì cần phải tư duy, cần phải nghĩ ngợi, cần phải quán chiếu. Quán chiếu tức là phải soi rọi, lấy cái trí tuệ mà soi rọi, mà nhận thức, mà nghĩ ngợi, mà tư duy để nhận định thế nào là đúng chân lý, thế nào là không đúng chân lý, thế nào là cần phải lấy, còn cái gì là cần phải bỏ đi. Ở trong cái thân ngũ ấm của chúng ta nó có những cái chất thanh tịnh, mà cũng có thể có những cái tạp loạn không thanh tịnh ở trong cái thân ngũ ấm của chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta phải vận dụng cái trí tuệ để nhận thức, phải nghiền ngẫm, phải tư duy, phải soi rọi, gọi đó là tham thiền. Đây, thế thì hôm nay là kỳ thứ 20, chúng ta vẫn tiếp tục đi sâu tham và quán. Đề tài là nước cực lạc và thế giới ta bà, hay là thế giới ta bà và thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Như tôi đã nói, ta bà và cực lạc chẳng qua là giống như là hai cái mặt đối lập. Một thế giới gọi là cực lạc, cũng gọi là tịnh độ. Tịnh độ là cái cõi đất, cõi nước thanh tịnh. Mà ai mà được ở vào cái cõi đất, cái nước thanh tịnh, thái bình,
giàu có, không có chiến tranh, không có giặc giả, và tánh tình của mọi người đều văn hóa trình độ cao, không có rầy lộn, không có chửi bới, không có đánh giết lẫn nhau. Thế thì ở vào cái cõi về đất đó, cái đất nước đó, dứt khoát là sung sướng, là an lành, là hạnh phúc. Thế thì gọi đó là cực lạc. Cực lạc là tột vui, là rất vui. Còn ở trong cái thế giới mà trình độ văn hóa không có, tính tình con người thì thô bạo hung dữ, thường hay giết chóc, cạnh tranh, rồi chiến tranh, rồi đòi quyền lợi. Ở trong một cái nước mà nhiều giống dân mà cứ đòi quyền lợi, cứ đòi độc lập, đòi tự trị, rồi đánh rồi giết, rồi dân quá không có, rồi trộm cướp giết chóc lẫn nhau liên tục, không có luật pháp nghiêm minh gì hết. Thế thì ở trong cái quả đó là khó chịu, là nhiều cái bực bội, cái đau khổ. Thế thì ở trong một đất nước như vậy là không có sướng, không có sung sướng, mà phải chịu đựng. Mà chịu đựng nó tức là ta bà đấy. Ở trong cái thế giới mà luôn luôn bị chịu đựng đó, gọi thế giới đó là thế giới ta bà. Cho nên là thế giới ta bà và thế giới cực lạc là chẳng qua là hai cái thế giới đó là hai mặt đối lập. Mà hai mặt đối lập đó là nó chỉ ở trong một bầu vũ trụ mà thôi, chứ nó không có ở khác. Một bầu vũ trụ duy nhất mà có ra hai thế giới đó, chứ không có thế giới nè ta bà ở đây, thế giới phương Tây ở phía mặt trời lặn gì hết á. Cái đó là nó bậy đấy, nó bậy, chứ không có cái thế giới cực lạc ở phương Tây, không có ở phía mặt trời lặn. Một vũ trụ chung mà có hai mặt đối lập. Bởi vì tôi nói cái này rồi có nhiều vị nói tôi là quốc dân, là chùa cộng sản, là chứ không có phải. Thật sự là tôi ở trong đất nước cộng sản không sao hết. Ở trong đất nước cộng sản tu hành không có sao hết, không có gì trở ngại cho sự giải thoát và giác ngộ của con người. Cho nên tôi hiện giờ tôi ở trong đất nước cộng sản mà tôi cho rằng không có gì hại cho đạo Phật hết. Tôi có đọc, thậm chí là tôi nói rằng tôi học thẳng. Mà nói học cái học tức là đọc, mà đọc tức là học. Học trong cái triết học Marx Lenin á, nó có những cái quy luật mà trong triết học đó nói ra là nó giống như ở trong đạo Phật. Đạo Phật nói mấy ngàn năm trước. Bây giờ thì tôi mới được nghiên cứu, tôi mới được đọc, tôi mới được học. Thì nó lại giống. Chứ không bắt lên nó lại giống. Cả cái học bắt lên thì nó ra sao đạo Phật cả mấy ngàn năm nó thì mình tính không có rõ, không có, cũng không tính gì. Nhưng mà biết làm sao lâu lắm mà kia ông Các Tác Giang Lenin mà làm ra thành tựu của chủ nghĩa cộng sản đó thì sao Phật lâu lắm. Mà trong đó nó có những cái gọi là cái luật, mà cái quy luật của người ta đúc kết lại. Bất cứ một thể thống nhất nào, gọi là một thể thống nhất nào, dù là thống nhất mà cũng có các mặt đối lập ở trong đó. Thí dụ như đất nước Việt Nam hiện giờ là gọi là thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, mà đâu có hết đối lập đâu.
không hết đối lập. Còn rất nhiều người ta đòi đa đảng đó, là tức là đối lập đấy. Ý tứ đó là ý tứ đối lập đó. Thành ra một thể thống nhất dù nó có đẹp cỡ nào đi nữa cũng có các mặt đối lập. Cũng như nước Mỹ cũng vậy, nước Mỹ là lãnh đạo bây giờ thì đã để là một cái nước văn minh và hiện đại và cường quốc, đại cường quốc, siêu cường, mà trong đó cũng có các mặt đối lập. Tôi làm nhà cửa lâu đài khoa học kỹ thuật cao như vậy thôi mà vẫn có những người tổ chức phá hoại chống đối. Và những cái chiều hướng đi lên văn minh hiện đại tốt đẹp cũng có những cái mà nó đòi đi xuống cái chiều hướng suy thoái, có thể gây ra nguyên nhân đau khổ cũng có. Vậy mà cũng có người là đi ngược vậy đó. Nếu không giữ ý họ là họ tạo cái điều kiện để đi ngược, thế là đối lập đấy. Thành ra một thể thống nhất luôn luôn là có các mặt đối lập. Đó là một quy luật mà của chủ nghĩa Marx người ta nói như thế. Cho nên là Ta Bà và Cực Lạc chúng ta phải học, phải hiểu, phải quán chiếu. Chỉ là một thể thống nhất, là một bầu vũ trụ, một không gian vô tận, một thời gian vô cùng, gọi chung là bầu vũ trụ này. Tự nó có nước Cực Lạc ở trong đó, rồi cũng tự nó có cõi Ta Bà ở trong đó mà thôi. Chứ không có cõi riêng. Cho nên tôi nói hoài, Phật hiệu Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Cảnh giới của Đức Phật Di Đà không có ở cảnh giới nào khác hơn là cảnh giới Ta Bà. Chẳng qua là mặt đối lập, mặt đó là mặt bản thể thanh tịnh, còn cõi Ta Bà là mặt hiện tượng duyên sanh. Mà còn làm cho nó thanh tịnh cũng do con người của chúng ta, do tâm của chúng ta. Làm cho nó đau khổ thành ra cõi Ta Bà cũng do người của chúng ta, do tâm của chúng ta. Nó chẳng qua là hai mặt đối lập thôi, chứ không có ở cái phía mặt trời lặn gì hết. Nếu mà chúng ta tưởng tượng rằng là cảnh giới Cực Lạc mà ở phía mặt trời lặn đó là chúng ta quan đường ảo tưởng đó nha. Tôi nói thẳng như thế, quan đường ảo tưởng, không bao giờ có cảnh giới đó để cho các vị đi bằng cái máy bay hay là bằng cái mấy ông thầy chùa mà đánh đổ chen rồi hương hoa thỉnh, nhất tâm bụng thỉnh rồi đưa hồn các vị đi, không có bao giờ có. Thầy chùa nó láo, nó gạt biệt, không có học Phật. Chứ còn muốn đi là các vị phải đi, mà các vị không đi đâu hết á, các vị tự xây dựng bằng cái tâm của các vị. Chúng ta xây dựng cảnh giới Cực Lạc bằng sự đóng góp của chúng ta, bằng cái tâm thanh tịnh của chúng ta, chứ không có đi đâu hết á. Y như cái nhà của các vị ở đó, là các vị vợ chồng con cái gặp nhau, trời, con cái thì cha mẹ nói không nghe, vợ chồng thì là chồng đi nhậu nhẹt say sưa tối ngày, còn vợ thì chiều vô trang điểm đi nhảy đầm, mà chồng thì vợ thì đi nhảy đầm, chồng thì say khướt, nói lèm nhèm, nói bậy bạ, còn con đó thì học hành là không học, rồi thì tiền bạc cho rồi mua xe rồi chạy chơi vậy, rồi đi chơi với bạn bè xấu, rồi đi giật điện thoại rồi cô ta ngoài đường rồi hút thì ke ma túy, thì cái gia đình đó, nó tự cái gia đình đó làm ra cái gia đình địa ngục vậy, chứ không ai ở đâu vô đó. Vợ làm địa ngục, chồng làm địa ngục, con cái như thế, ở trong gia đình như thế, là nó làm ra cái gia đình đó là địa ngục, vừa ngạ quỷ, vừa súc sanh. Nhưng mà nếu chồng cũng sống đời sống
văn hóa, gia đình văn hóa, vợ cũng sống đời sống gia đình văn hóa, con thì nghe lời cha mẹ học hành nghiêm túc và thậm chí học giỏi nữa. Nói thế thì cái gia đình đó cũng là một gia đình, mà gia đình đó gọi là gia đình cực lạc. Cực lạc vì sao? Là vì rất sung sướng, nó không có đau khổ, nó không có phiền toái, nó không có dằn vặt với nhau. Thì nó cũng cái nhà đó thôi, cũng cái miếng giường đó, cái gia đình đó, cái nhà đó, vợ đó, chồng đó, con cái đó, mà nó là rất vui. Mà rất vui tức là cực lạc, vậy thôi. Cực lạc là rất vui. Một gia đình rất vui là gia đình cực lạc. Ngược lại, chồng say sưa, vợ chơi bời, con phá tan, thì gia đình rất, rất cực khổ. Rất cực khổ. Ngày nào còn sống là ngày đó còn phải chịu đựng. Chịu đựng mà sống chứ còn không muốn sống. Sống không ra gì hết, nhưng mà phải sống. Chưa chết được, không chết được, thành ra phải sống. Thế thì cái sống đó là cái sống ở trong cực khổ. Một cực khổ tức là cảnh sống phải luôn luôn chịu đựng. Gọi đó là, mà chịu đựng tức là cái chữ ta bà là vậy đó, là chịu đựng. Là một thế giới đầy sự chịu đựng, đầy sự đau khổ, phải chịu đựng mà sống. Gọi là thế giới ta bà. Thì một gia đình thôi mà là gia đình của ta bà. Cũng một gia đình đó mà gia đình đó có thể chuyển qua thành gia đình cực lạc. Rồi nói gia đình là nói cái từ hẹp đó. Còn cái không gian vô tận, thời gian vô cùng này, thì cái thế giới này đó, cái vũ trụ này đó. Vũ trụ một mà rất vui hay là cậu khổ, cực lạc hay ta bà là do ta. Chỗ đó là chỗ hết sức rõ ràng. Một thể thống nhất luôn luôn có đó là thể thống nhất. Thì tôi muốn nhấn mạnh là chỉ là một thể thống nhất, mà thể thống nhất nào cũng có các mặt đối lập. Thế giới ta bà này cũng có các mặt đối lập. Tôi nói là đối lập đây là ta bà với cực lạc thôi đó, chứ còn nó di căn ra còn nhiều lắm. Nó di căn ra nhiều thứ đau khổ, cũng như là nói về cực lạc đó, nó có nhiều cái hạng vui. Nó tùy theo năng lực, hưởng theo lao động đó, nói theo chủ nghĩa Mác mình là tại vì hai cái ví dụ nó giống nhau. Chứ còn tôi không cần nói tôi là cộng sản hay không cộng sản, mà tôi cũng chẳng cần nói tôi là tư bản hay không tư bản. Tôi là một con người mà tôi nhận định cuộc sống. Tôi là người học Phật, tôi nói như thế. Mà tôi mong rằng là những người Phật tử xa gần cũng bỏ cái ý niệm nói đó, thì các vị tu mới trúng. Chứ các vị ghét cộng sản, các vị tu không có trúng. Không bao giờ các vị vui được. Cộng sản chẳng qua là một chủ nghĩa, mà chủ nghĩa đó là ví dụ như mình không hợp thì mình đi làm ăn nước khác đó, cái đâu có sao. Chứ cũng không có ghét chi, không có bực bội chi. Mình có người thì qua Pháp, có người thì qua Mỹ, có người thì đi Úc, có người đi Canada, có người là thậm chí tới Phi Châu ta làm ăn cũng còn được đó mà. Thì pháp giới là nhất chân là của mình tất cả thôi. Mình không thích cái vùng này mình đi cái vùng khác. Còn cái mà buồn bực á, mình nên bỏ đi, nên đừng buồn bực nữa. Cái đó là tôi nói thành thật đấy, cho tôi không phải khuyên các vị cái gì hết đó. Khuyên các vị là biết cách hội mở để mà sống cho nó nhẹ nhàng vậy thôi. Các vị ở nước Mỹ ngon làm vậy đó, tiền bạc làm lương cao rồi vậy đó, tự do vậy, mà các vị mà cứ chăm chăm mà dân cộng sản này ở Việt Nam thì các vị lỗ một cái lỗ khủng lớn. Đáng lẽ là mình hưởng 100% của công sức mình làm ra, mình hưởng được 100% cái tự do, cái độc lập đó, các vị sung sướng là gọi gì niết bàn 100% đó. Mà các vị mà nổi giận, mà các vị cứ chửi bới hoài đó, thì các vị là bỏ mất hết 20-30%. Thậm chí mà nếu các vị mà cả ngày mà cứ giận buồn hoài đó, thì các vị bỏ mất 50
60%. Các vị còn hưởng cái thừa thải của an lạc của hạnh phúc, mà các vị không hưởng được cái trọn vẹn của an lạc của hạnh phúc. Đó là tôi nói với tư cách của một người tu sĩ Phật giáo nhận thức về giáo lý đạo Phật mà nói. Chứ tôi cũng chẳng khuyên các vị đầu hàng cộng sản để làm gì. Chỉ có cái điều là nếu mình chăm chăm, mình ghét hoài, mình giận hoài là mình lỗ lã vậy. Đối với đạo Phật học vậy là không trúng, học vậy là thiệt thòi lỗ lã. Thành ra tôi học triết học Bác Lê, tôi đọc, tôi nói học thì các vị nói tôi là cái tài được cộng sản huấn luyện. Không phải, cái đó là cái của thời đại. Cái chủ nghĩa nó có ra thì mọi người đều có quyền nghiên cứu, có quyền học tập. Và còn mình làm được cái đó hay không, mình thích làm hay không, là mình là con người. Chứ cái đó nó không có tội lỗi gì hết. Chứ không, mình ta nói là thể thống nhất là luôn luôn là có các mặt đối lập, là chân lý. Không bao giờ cái vũ trụ nào mà có đêm mà không có ngày. Không có cái vũ trụ nào mà không có tối mà có tối mà không có sáng. Không có cái vũ trụ nào mà không có âm mà không có dương. Và gọi là vũ trụ thì trong đó có vật chất và có tinh thần. Nếu vật chất có mà không có tinh thần thì chẳng ai thừa nhận cái đó là một thế giới, một vũ trụ gì cả. Cho nên là tinh thần và vật chất là hai cái, hai mặt đối lập. Mà hai cái riêng hoàn toàn nó một không được, nhưng mà không phải là hai. Trong một cơ thể ngũ ấm của con người, một mặt, một bên là thuộc về thành phần cấu tạo của vật chất, một bên là cái sự hòa hợp cấu tạo bởi tinh thần. Đó là sắc quẩn và thức quẩn. Đó cũng là mặt đối lập của một thân thể con người. Một con người là một thể thống nhất, phải có một bên, một phe, gọi là phe, một phe vật chất. Một bên là thuộc về thành phần vật chất, một bên là thuộc về là cái tính. Cái tính là diễn biến của con người, nó biểu lộ qua hiện sở tri pháp, hiện thọ dụng pháp và hữu tác dụng pháp. Thế thì con người cũng là một thể thống nhất, mà thể thống nhất thì có các mặt đối lập. Cho nên cái tư tưởng của chúng ta đấy, không ai giống ai. Vợ chồng thương yêu nhất, chết sống với nhau, nghĩa là trong lúc mà mới thương yêu đó, nghĩa là nói cái gì cũng nghe nhau, coi giống như là duyên gốm lắm, là có thể chết vì em, có thể chết vì anh. Nhưng mà rồi thời gian nó quen rồi, cái ý niệm đối lập ở trong con người đó nó biểu lộ ra, nó hiển lộ ra, rồi thì cũng xích mích, rồi cũng rầy ra. Rồi có người có trình độ, có văn hóa, có kiến thức, rồi có học Phật một chút, rồi nhận thức rằng cuộc đời là nó có luôn luôn là có đối lập vậy, thôi thì nương nhau, hòa hợp nhau để sống để cho gia đình được an vui, thì cũng phải là sắp xếp, sắp xếp rồi cũng phải chịu đựng để vượt qua. Còn nếu mà tệ quá, chịu đựng không nổi thì ly dị thì đau khổ, rồi là bên cảnh khác, làm cảnh khác rồi vô, rồi cuối cùng rồi cảnh thứ hai cũng gặp đối lập vậy nữa. Không bao giờ có bình yên. Đó là chân lý của vũ trụ là vậy đó. Cho nên tôi nói cái cảnh giới cực lạc ngay bây giờ, tôi nói thẳng với các vị, vì nào mà tin tưởng mà chờ đợi ở phía mặt trời lạnh là hoàn toàn không phải để tư Phật. Mà phải hiểu rằng cực lạc ta bà là giống như tối và sáng. Hễ ra khỏi cái thời gian của bóng tối 12 tiếng thì bước qua cái thời gian của 12 tiếng ánh sáng. Đó là gọi đó là ban ngày. Vậy thì hết thời gian của ngày thì tới thời gian của đêm. Qua thời gian của đêm thì lại trở lại thời gian của ngày. Đó là tối và sáng.
mà tối sáng người ta cũng gọi nó là âm và dương. Thế thì là trong vũ trụ nó biến chuyển mà luôn luôn là có các mặt đối lập vậy thôi. Cho nên là bây giờ chúng ta muốn chuyển sang qua thế giới cực lạc đó thì cái điều kiện này nhá, tôi nhắc lại, đây là điều kiện phải thanh toán nợ nần tiền bạc, cuộc sống thì mọi việc mình phải thanh toán đàng hoàng ở thế giới ta bà thì mình mới tới cái nước cực lạc an vui được. Thì vấn đề thanh toán đó thì trong đó là cái sai lầm về nhận thức, về hiểu biết, đó là thanh kiến, đó là biên kiến, đó là tà kiến. Cái chữ tà kiến là tôi nói tới ngày tôi chết cũng không hết, nhưng mà chẳng qua là nói để rồi kêu bằng suy, như thử loại suy, nghĩa là nói như thế rồi dựa vào cái chủng loại đó, cái ý nghĩ như vậy để mà ta suy ra những cái khác, để chúng ta biết rằng là tà kiến nó còn nhiều lắm, nhưng mà ta đưa ra một mớ vậy đó để dựa vào cái cách đó, cái kiểu đó, cái hình thức đó để mà suy ra. Chứ tà kiến nhiều lắm, mà tà kiến nhiều thì nói chung lại là gồm ở trong cái thành phần mà của những người nào mà thích sống ở trong cái thế giới siêu hình, thích sống trong thế giới siêu hình, tin tưởng vào thế giới siêu hình, tin tưởng vào thành thánh lục cục loàn hoàn, nhiều thứ tên, nhiều thứ thành thánh, là những người đó là thuộc về tà kiến. Đạo Phật là phải nói vậy đó. Đạo Phật không sống trong thế giới siêu hình. Người đệ tử Phật mà sống trong thế giới siêu hình là tà kiến. Không có gian sinh cầu nguyện, mong mỏi gì ở thế giới siêu hình được hết. Bây giờ tôi nhắc lại các vị, ví dụ như tôi làm cái bài thơ đầu đề là hối hận, nhắc lại thôi chứ cái này hôm qua là hình như là bữa trước tôi có nói rồi. Đây nè, những người này là những người thế giới siêu hình, là những người ưa cúng bái. Cúng bái ông gì chẳng nhớ tên. Có khi mình cúng bái mình không nhớ tên, nhiều quá, bởi vì mình tin tưởng nhiều quá là sao nhớ được. Mà không gặp ông đó, không có lý lịch đàng hoàng ở trên cái con đời này thì làm sao mình nhớ tên được. Thành ra cúng bái ông gì chẳng nhớ tên, đầu năm nộp lễ cúng kỳ yên. Đầu năm đã nộp tiền rồi á, mùng một Tết là bắt đầu là chuẩn bị đi nộp tiền rồi đó. Nộp tiền để cúng kỳ yên. Kỳ yên tức là cầu an á, hoặc là cúng sao, hoặc là cúng rằm, hoặc là cúng kỳ yên cầu an thật sự. Thế nhưng bệnh tật tai ương mãi, cúng rồi đàng hoàng mà trong năm nó vẫn bệnh tật, vẫn còn bệnh tật, và tai ương vẫn có thể nó xảy đến bằng nhiều cách, tai ương lớn, tai ương nhỏ, tai ương nó cứ nó thay đổi trong cuộc sống bi hoài. Mà đầu năm đành hợp lễ cúng kỳ cầu yên rồi, thế nhưng bệnh tật tai ương mãi, vì chừng đó mới hối hận. Cái bài thơ này tôi để cái đầu đề là hối hận. Uống quá tiền coi tật vẫn mang, rõ ràng là vậy đó. Uống quá đi, mình tâm sự nhà thầy mà thầy không làm giùm gì mình cho được hết á. Thầy thì đi cầu khẩn với các cái ông gì thì mình không nhớ tên,
mà các ông đó thì không chấp nhận lời của thầy, trong khi mình thì đem tiền đưa cho thầy tâm sự nhờ thầy, mà thầy thì nói với các cái ông gì đó không biết, mấy ông đó không có giúp đỡ. Cho nên rồi bệnh tật vẫn hoàn bệnh tật. Tai ương vẫn xảy ra tai ương, hên xui vẫn cứ hên xui. Thế là mình cũng được cái gì? Cho nên cái từ cái bài kia thôi, cái bài hổm mà tôi nói nó còn không mạnh ra nữa, nhưng mà tôi nói tôi chơi nha, ai không nghe là đừng có nghe thôi. Lễ bái ông gì, lễ bái ai, bao năm lễ bái bấy năm cầu, hãy lễ bái là cầu, khấn cầu không được cứ hên xui mãi. Bá ngọ ông nào nhận lễ tao, cái ông mà mình gọi là ông chứ thì thật không hề biết, không biết đó là thằng hay là con hay là ông hay là bà gì đó, mình cứ khấn cầu cúng bái, gọi là những người vô sắc giới là vậy đó. Đó, cái đó là nó rất là rõ như vậy đó, mà có những người là mệnh danh là đệ tử Phật mà không nghe cái đó là phải nói là uổng vô cùng, phải nói là một sự thiếu sót vô cùng. Mà thiếu sót như vậy là tại vì mình không có vận dụng tham thiền, mà mình không có vận dụng cái cách tu bằng cái cách tham thiền đó, thì mình không có nhận thức được cái thế nào là đúng, thế nào là sai, thế nào là phải, thế nào là không phải, thế nào là chân lý, thế nào là phi chân lý. Mình không nhận được là mình làm sai mãi vậy thôi. Cho nên hai cái bài thơ, một bài hối hận với một bài lễ bái đó, là nếu mà Phật tử có cái duyên á, là các vị có khả năng giác ngộ rất là tốt đó, có thể có khả năng giác ngộ thật sự được đấy, bởi vì nó rõ quá mà. Cái lời văn, cái ý nghĩa, cái lập trường, cái lý tưởng nó quá rõ. Quá rõ mà không nhận thức được thì xin lỗi nha, các vị không có tu cái gì được hết. Các vị bỏ hết tiền ra đi, có nhiêu làm ăn nhiêu thì con cái làm ăn nhiêu đi, xin hết đi, rồi đem đi lại thì cúng đi, các vị không hề được cái gì để làm cho mệt sát chơi vậy, về xin tiền con nữa vậy, con không cho nó bất hiếu. Chưa hiếu sao nổi hiếu, nó đem tiền đi cầu nguyện và lại lục mà không được cái gì hết, rồi biểu nó đưa mà nó là cái tuổi đã là con thì nó nhỏ hơn mình rồi, tuổi nó trẻ rồi, nó đâu có ngu vậy, thành ra rồi nói nó bất hiếu thì kia chứ, chứ nó đâu có chịu, nó có học thức, nó có tư duy, biểu nó mê tín gì đâu nó không chịu, rồi nó bất hiếu không được gì, tao đi cúng. Cúng được cái gì mà cúng? Cúng để rồi uổng quá, uổng quá, tiền toi tật dần mạng. Cho nên là đệ tử Phật chúng ta mà không giải quyết được, không tỉnh ngộ được, không giác ngộ được vấn đề cái chữ tà kiến, mà chữ tà kiến nó tương quan với cái chữ thần kiến. Bởi vì thần kiến là chấp bắt cái thần vũ âm này là có một cái linh hồn bất tử, mà các cái ông Bà La Môn và các cái ông thầy chùa Việt Nam là cúng để mà cúng cho cái linh hồn ăn, rồi triệu thỉnh cái linh hồn đó đưa đi cái thế cực lạc là một tà kiến đó. Còn kỳ siêu, còn nhờ mấy ông thầy mà đưa linh hồn đi cảnh giới cực lạc là tà kiến. Vậy thì tôi có chấp nhận tịnh độ không? Tôi có chấp nhận cảnh giới cực lạc không? Có. Tôi nói thẳng với các vị rằng tôi có chấp nhận. Tôi chấp nhận như tôi vừa nói. Một bầu vũ trụ, một không gian vô tận, một thời gian vô cùng, một bầu vũ trụ thôi. Nhưng mà trong đó có các mặt đối lập, mà hai cái đối lập lớn là cực lạc thế giới và ta bà thế giới ngay ở trong một bầu vũ trụ. Để các vị thân miệng ý các vị thanh tịnh, đó là các vị tự xây một thế giới cực lạc cho các vị đó. Các vị diệt trừ được kiến hoặc tư hoặc,
Vì trừ được tham sân si mạn nghi ác kiến, loại bỏ đi. Vì trừ được, loại bỏ được thân kiến, nghiên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới trân thủ kiến, các vị loại bỏ được thập sử. Mười món đó gọi là thập sử, ngược lại gọi là thập triền. Thập triền là mười món ràng buộc. Mà thập sử cũng nó sai sử mình. Nó sai sử mình đã trong ở trong 10 cái món là vô minh đó, không sát xuất đó. Thì nó buộc mình ở trong cái thế giới tà bà mà mình không có ra được. Đó là nguyên nhân nó ràng buộc ở trong thế giới tà bà. Mà loại bỏ những cái đó là nó không còn bị 10 cái thứ đó nó ràng buộc, là mình xuất cảnh, mình sống một đời sống an vui thanh tịnh, gọi là mình vãng sanh cực lạc, chứ không có đi chỗ nào khác hết. Học đạo Phật là phải làm như thế. Còn bằng cãi không nghe cái đó là các vị tiền mất tật mang, uổng lắm tiền coi tật vẫn mang. Chỉ là một thế giới thôi mà nó có hai cái mặt đối lập. Mặt thanh tịnh an vui do mình xây dựng bằng thập thiện nghiệp, bằng 10 cái nghiệp lành của thân, của miệng, của ý, của chính mình xây dựng thành cảnh giới cực lạc, thành thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Ngược lại 10 cái món gọi là thập sử đó, nó ràng buộc, nó trì tệ, nó đeo nặng mình, thì mình chịu đựng. Mình phải cực khổ, đời sống cực khổ ghi gớm, gọi đó là thế giới ta bà. Trên nhà thầy chùa không được. Tôi là thầy chùa chánh gốc đây, đàng hoàng chứ không phải là thầy chùa giỡn gì hết. Mà nói thẳng như thế, tiền mất tật mang không được cái gì, không có nhờ thầy chùa được. Cho nên là tôi khi mà tôi vào trường Phật học, tôi học Phật, tôi tư duy, tôi quán chiếu được rồi, tôi không đi làm đám. Đi làm đám là tôi đi là một lần, là có thể là người ta đi mấy thằng đệ tử tôi nó đi thì một đám nó 200-300, cho tôi đi 1 triệu đấy mà cũng không đi. Có lần tôi đi là thay vì tôi đi dạy học mỗi ngày là tôi được dựng 100 đồng bạc à, mà tôi đi một đám thì người ta đem xe tôi rước đó là 1 triệu bạc, được ăn trên ngồi trước mà 1 triệu mà không đi, không đi đáp mà ở nhà thì dạy học lấy tầm bạc. Đó là cuộc đời của tôi là như thế, là tại vì tôi biết rằng là đi đám mà đưa linh hồn người ta là nói dốc, là nói láo, là nói gạt, là lừa đảo, tôi không chịu. Tôi không ăn cái đồng tiền bằng nói dốc, nói láo, lừa đảo, nói gạt, tôi không chịu. Cho nên cả đời tôi đi dạy học không đấy. Năm nay 81 tuổi rồi vẫn dạy học, và người ta không thương cũng chịu chấp nhận, người ta ghét cũng chấp nhận, người ta mắng nhiếc chấp nhận luôn, cái tiền đó cho không ăn. Bây giờ không còn gì nữa để mất, năm nay 81 tuổi rồi không còn gì nữa để mất. Cho nên là tại cái liễu đường này, tôi nói tất cả những cái gì tôi thích. Rồi Phật tử gần xa bằng lòng nghe, không bằng lòng cứ bỏ. Và có thương tôi là thương, không thương tôi cũng không còn gì nữa để mất. Đang gần chết đến nơi rồi, nội trong vòng 3 ngày nữa chết chưa bao giờ buồn. Thì giống như mà tôi phải sợ các vị chết. Chuyện gì mà tôi phải sợ các vị không thương tôi chết? Không có cái gì, không có cái sợ đó. Cho nên những lời tôi nói là rất thật. Tôi hy vọng rằng các vị nghe rồi nghiệm đi. Cái chữ nghiệm đó tức là thiền định đấy, nghiệm tức là tư duy đấy, suy nghĩ đó tức là tư duy, là thiền định đấy, là thiền định, là nghiệm, là suy nghĩ, là tư duy đó. Chứ không phải thiền định là cái gì ghê gớm mà mấy ông thiền sư mà đòi là cái pháp môn thiền của mình đi dạy ra. Còn pháp môn tu khác là không phải là tu thiền là không quý, mà pháp môn thiền định của mình bày ra đó mới quý. Thiền sư đó cũng thiền sư giỏi,
thiền sư đó cũng lừa mỹ để kéo người ta đi về cái pháp môn tu của mình, để mà mình cầu khẩn trông chờ cái sự cúng bái để mà tạo lập sự nghiệp, chứ nói gì không đúng. Chứ pháp môn tu thiền là tất cả mọi người đệ tử Phật đều phải học tham thiền và phải học tu thiền. Bởi vì tu thiền tức là tư duy tu, tức là quán chiếu soi rọi để nhận thức cái đúng cái sai, cái chân lý cái phi chân lý. Cho nên không ai được dành cái quyền độc lập là chỉ có tôi là tu thiền và chỉ có thiền định của tôi là mới đúng. Không được phép nói như vậy, mà phải dạy rằng tất cả người đệ tử Phật bằng lòng gọi là đệ tử Phật tu theo đạo Phật thì phải hướng dẫn và nhắc nhở người ta tu thiền. Còn ông pháp sư nào mà dám nói rằng là cái pháp môn của tôi là không có thiền, pháp môn của tôi là pháp môn tịnh độ thôi, ông đó cũng học nhiều nhau là ba cái râu ri bìa chéo, chứ không phải học đạo Phật thiệt. Mà học đạo Phật thiệt thì tu gọi là tịnh độ, hy vọng sanh sang về thế giới Cực Lạc cũng phải tu thiệt. Chứ học nhéo nhéo mà lừa bịp người ta, nói lung tung lang thang là nói không đúng. Tôi có thể nói thẳng như thế, không còn gì để mất. Ông nào tự cho rằng mình tu tịnh độ là để được giảng sanh dễ là biệt bợm, là nói láo, gạt gẫm để làm gì? Thật gạt gẫm rồi cũng là một trong dòng lẫn quẩn của vô minh, để xây chùa thiết là nhiều chục tỷ, rồi đúc cái chuông thật là nhiều tấn, rồi làm cái tháp cho thiệt đẹp, rốt cuộc rồi thì cũng lẫn quẩn ở trong cái dòng ấy là tài sắc danh lợi thì chẳng có được cái gì hết à. Chứ cũng chẳng phải mấy ông đó lấy tiền để ăn cái gì, tôi biết họ không có ăn cái gì cả, cái bụng của họ cũng có, ta gọi là lương điền giản khoảnh nhật thực nhị thăng. Dầu cho có 1.000 mẫu ruộng hay là 10.000 mẫu ruộng đi nữa, lúa gấp một năm mấy chục ngàn giả lúa, cái bụng họ ăn một lần là chỉ có một lon bơ, một lon sữa bò gạo ăn một lần, giỏi lắm là một lon đầy là giỏi rồi, chứ ít có người ăn được cỡ vậy. Cho nên là họ đi làm dữ vậy đó, làm chùa Minh Mông cho họ ngủ cũng có vuông vức là cái phòng 4 thước vậy, rồi lấy tiền cho giữ vậy, chứ ăn ngày cũng ngày có bụng bự lắm thì ăn là ba lon gạo vậy thôi. Còn như là họ làm những cái chuyện vô minh, họ làm những cái chuyện mà họ đệ tử Phật, họ làm những cái chuyện mà Phật không hề làm, là họ cất cái chùa 50 tỷ, rồi họ làm luôn 10 cái chùa, mỗi chùa 10 tỷ, 20 tỷ vậy đó, rồi họ là họ giỏi, không có giỏi đâu. Chuyện đó là không bao giờ Phật làm. Phật là con vua mà, cứ dệt biểu nó phụ hoàng năm nay đánh thuế tụi nó cho nặng, rồi đưa cho con là cả ngàn tỷ vậy đó, con làm ít chục cái chùa coi. Điều đó Đức Phật làm được hết chứ. Phụ hoàng cứ đánh thuế tụi nó cho con, cho con một năm đi, rồi con cấm nghĩa là cả 100 cái chùa. Mà cái nào cái nấy nghĩa là 40-50 tỷ để mà tu cho nó đã phụ hoàng. Điều đó Đức Phật Thích Ca làm được, nói được đó chứ. Thì cứ đánh thế nặng nó đi, đứa nào nó chết, nó chết thì kệ nó, mình lấy tiền mình cất chùa mà. Nhưng mà cả đời Đức Phật Thích Ca không làm cái đó. Vậy mà bây giờ những cái ông đạo cao đức trọng làm nhiều chùa, gọi là mình hơn đức, gọi là mình là phước đức ư. Vậy thì mình là hơn Phật Thích Ca rồi. Vậy là Phật Thích Ca là không có trí tuệ, có khả năng làm cả 100 ngôi chùa, hơn nữa cũng được. Mà chùa đẹp, chùa sang, sang cái kiểu của cung vua đấy. Nhưng mà Phật Thích Ca không làm một cái nào. Ồ, tôi nói như vậy là đau lắm, nó đụng lắm đó. Mà đụng lắm rồi các vị, đụng tới thầy của các vị ghét luôn tôi. Tôi xin nhắc lại, tôi không còn gì để mất. Cho nên tôi nói sự thật. Mà nếu các vị chịu
bỏ đi cái gọi là kiến thủ kiến. Rồi các vị nghe đi, nghe là các vị thấy là cái đúng là các vị lấy cho tôi, không cần các vị theo tôi làm đệ tử gì hết. Khỏi có làm đệ tử gì hết, nghe lấy lẽ phải để có được nhẹ nhàng, có được giải thoát. Các vị có giác ngộ là tôi cảm ơn rồi, là tôi mừng rồi. Tôi mừng rằng cuộc đời cha mẹ tôi sinh tôi ra không có đóng góp vào trong cái xã hội của con người. Tôi ăn cơm của má tánh của cha mẹ tôi nuôi ra là không uống được, cỡ đó là tôi mừng rồi. Chứ tôi không mong các vị phải làm học trò tôi, làm đệ tử tôi. Các vị nghe kinh về ra là được rồi đó, nghe mà bằng lòng các vị nhận được lẽ phải là được rồi đó. Không cần gặp tôi, không cần cúng gì hết, cỡ này rồi đó, không cần nữa, không còn gì đến đó. Cúng gì cũng được, cũng ăn rồi cũng mua đồ rồi này, chứ chút lĩnh để trong cuộc sống để làm đạo rồi chơi. À con không có thôi, không sao, không có gì đến đó. À thì cái làm số ông cúng này thì cái số vậy đến đó vài ba người nó cúng cũng được, cũng được xong rồi. À, hai ba người cúng là cũng được đó. Mà bây giờ chưa cúng nước cũng sao, bởi vì ta đâu còn mấy ngày nữa đâu, ta sợ. Đổi này rồi không còn mấy ngày nữa, mà không cần mua sắm cái gì quý trọng nữa, thành ra nó có tốt tiền gì không sợ nữa. Mấy chục năm trước tuổi trẻ còn không sợ, còn dám đã thẳng đã thật, thì bây giờ còn gì nữa để mất. Cho nên là tôi nói cái này là đem hết tâm huyết nhiệt tình mà nói để gửi gắm với những người Phật tử hữu duyên. À, thế thì là cái chữ tà kiến là nó mình mong vô tận vậy đó. Nó ở trong cái người nào mà thích lễ bái cúng kính gian sinh cầu nguyện, nó nằm ở trong chữ tà kiến hết. Tức là những người ở trong cái thành phần vô sắc giới. Tam giới, tôi nhắc lại tam giới, ở trong cõi ta bà nó có là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Hay là nói khác là mình sống bằng, mình đam mê theo cái thành phần của ngũ dục thì gọi đó là người sống trong cõi dục. Chứ cái chữ cõi này nó cũng có ranh giới gì hết á, gọi là cõi dục chứ nó không có ranh giới. Ai đam mê theo cái thành phần sống ở trong cái ý thức ưa mong muốn, ưa thèm thuồng, ưa tìm cầu, đam mê thì gọi đó là dục, gọi là dục giới, là cõi dục. Còn người nào mong muốn tìm cầu đam mê về vật chất thì gọi đó là người sống ở sắc giới, ở cõi sắc. Còn người nào ưa đam mê lễ bái cầu nguyện gian sinh trong chờ mong đợi ở nơi cái đấng siêu hình nào đó thì gọi là người cõi vô sắc. Chứ nó không có ranh giới gì hết. Vũ trụ là nhất chất, vũ trụ tự nó có một thôi, mà còn thanh tịnh như ta bà thì cũng do mình xây dựng đúc kết ra. Và thanh tịnh như cực lạc, thanh tịnh như cực lạc là cũng do con người xây dựng, con người làm nên. Rồi làm đau khổ như ta bà thì cũng con người thôi. Chỗ đó là chân lý đó, đó là kinh điển Phật dạy, mà dạy cái đó là chân lý. Chúng ta có thể nghe cái đó được, và nghe cái đó chúng ta có giải tỏa được những cái sai lầm, cái nhận thức sai lầm gọi là kiến hoặc đó, thì chúng ta sẽ có an lạc. Thì các vị giờ chưa tin thiệt không cần, không sao hết, tin thử đi, nghe thử, tin thử, làm thử, chừng nào thấy được thiệt, thấy có an lạc, có kết quả thật sự thì các vị tin thiệt, chưa có gì muộn hết. Bây giờ tôi nói tới cái kia gì, thần kiến hả, rồi biên kiến hả, rồi tà kiến hả. Tà kiến là những người ở trong vô sắc giới,
là tà kiến. Rồi bây giờ tới cái kiến thủ kiến. Kiến thủ kiến là mình bảo thủ cái hiểu biết của mình, bảo thủ chấp mắt cái hiểu biết của mình. Đấy, cái này cũng là phổ biến ở trong con người của chúng ta, ở trong tất cả mọi người, nói rộng là cả thế giới. Cái tánh kiến thủ kiến này là của mọi người trên thế giới đều có. Nó đi đôi với cái thân ngũ uẩn và thân ngũ ấm. Tôi xin nhắc nha, nói là phải nói kỹ nha. Ngũ ấm là cái thân đó là nó còn trộn lộn với phiền não vô minh. Còn cái thân mà gọi là ngũ uẩn là của cái thân của hàng tứ quả thanh văn, người ta gạn lọc được vô minh phiền não được là cỡ 50-60% đó. Mà mình nói lộn ấy là nó cũng trúng đó nha. Cái kiến thủ kiến là nó đi đôi lại với cái thân ngũ ấm của con người. Khi mà con người từ trong bụng mẹ cho tới khi mà vừa lót lòng mẹ là cái trách nhiệm ô của thân kiến, của biên kiến, của tà kiến, của kiến thủ kiến, của giới cấm thủ kiến, nó có ở trong nó cùng đi một lượt với cái thân ngũ ấm. Giống như là cái nhà làm bánh in mà sản xuất bằng cái bột á, mà cái bột rồi bột cũng xấu, đường xấu, rồi khuôn đồ dụng cụ rồi xấu dơ, có vi trùng, có vi khuẩn. Nó ngay trong cái lúc mà cái xưởng sản xuất là đã dơ rồi. Mấy lần trước tôi có đem cái bánh in tôi ví dụ đó, ngay trong cái xưởng sản xuất là nó đã có cái chất không sạch rồi. Cho nên làm bánh in này là gõ cái bánh in ra là tự nó có cái chất nhiễm khuẩn dơ dãi, ăn có thể bị sâu ruột, bị tiêu chảy cấp. Thế thì cái thân ngũ ấm đó là sinh ra là có cái phần thần mà không đúng như vệ sinh với cái cách mà chế biến thực phẩm, không đúng vệ sinh là sai lầm rồi, dơ dãi bẩn thỉu rồi. Thì cái kiến thủ kiến đó, tôi nói ví dụ trong mọi người chúng ta, để coi mình nói cái gì giờ ha, nó nhiều lắm, nhưng mà chọn ra cá là cho phổ biến mà ai nghe cũng hiểu. Thí dụ như hồi nhỏ mới sinh ra mình thấy bà ngoại, ông ngoại Tết năm nào cũng mua cái gọi là cái bộ đồ thế. Cái bộ đồ thế nó bán là có cái cây bông hoa dính nước, rồi có cái hình nhân, rồi có cái người ta gọi là cò ba ngựa chạy, nó bán để mua cái bộ đồ thế. Chứ tôi cũng chẳng biết kêu mà cái gì. Hồi nhỏ tôi có in cái đó. Ông già tôi ông làm thợ, ông làm thợ mộc, thợ chạm, thợ điêu khắc, ông có làm cái bộ đồ thế. Mà tôi không biết ông làm chi mà nó in rồi cho người ta tùm lum vậy hả? Mà in mình lại ở quê mà không có tiền đâu mua mực, thành ra lấy cái lá mướp, đâm cái lá mướp vô rồi lấy cái lá mướp, cái màu xanh của lá mướp đó mới lấy cái sợi dừa thôi, chứ chẳng có cái cọ gì quý cả. Lấy sợi dừa cái chấm cái nước lá mướp đó, tôi quẹt vô trong cái bản in nó đâu là 4-5 cái cô nàng bà gì đó, rồi có một bà ngồi gọi là bông hoa giếng nước, có cái cây, rồi có ba bà đó gọi là Dân Tiêu, Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu. Trời Phật ơi, cái đó đó, cái tên đó nó ở trong Kiện Phong Thần á, gọi là bông hoa giếng nước, có ba cái bà
Rồi còn mấy cái cô thể nữ đó đâu cũng làm 4-5 cái hình gì đó, quên là không nhớ. Rồi có con ngựa, rồi có con cọp. Một bộ của nó là cũng 5-7 cái khuôn vậy đó. Rồi đâm cái lá mướp, mướp hương trồng trên vàng đó, rồi lấy cái xe dừa cái quẹt lên cái khuôn đó, rồi mới in ra trên giấy. Đó là cái giấy đó, cái màu nó hơi vàng vàng, nó xanh xanh mà xanh xanh vàng vàng vậy thôi, chứ nó không có mực. Anh nhà quê dễ gì đi mua mực, tốn tiền. Thế mà là in ra, tôi thích ra phần tôi cũng có in cho tùm lum. Hàng xóm vậy là năm nào có cúng dân căn đổ nốt gì đó là đem cái đó ra. Rồi bắt tôi cũng có đổi, để lên trên cái sàn cái tràng để lên đầu mình đổi. Rồi có mấy ông thầy pháp nó bỏ cái xu trên đó, rồi nó làm gì đó tiếc rồi mình phải đổi vậy đó, dân căn mà. Rồi cúng như vậy đó. Mà hồi nhỏ mình thấy ông ngoại bà ngoại mình làm vậy chứ gì, rồi mình thấy ba má mình cũng làm vậy chứ gì, rồi bây giờ đây là mình đẻ ra con mình cũng đòi làm vậy thôi. Mà biểu bỏ không bỏ đó. Hồi trước ông ngoại bà ngoại tôi cũng làm vậy, ông nội bà nội tôi cũng làm vậy, rồi ba má tôi cũng làm vậy, bây giờ tôi cũng phải làm vậy, con tôi giờ đây nè cũng phải làm vậy để dân căn đổ đốt cho nó đó. Bảo bỏ không bỏ, mà cái thứ bậy bạ vô cùng. Chính tôi ăn người ta, tôi cho người ta tùm lum, rồi tôi cũng đang bị đội cái tàn đó. Mà bây giờ tôi nghe tôi thất cười, tôi nhớ tôi ngu vô cùng vô tận vậy mà tôi cũng chịu được nữa sao? Vậy mà hồi đó tôi cũng chịu đó chứ. Ở trong môi trường hoàn cảnh lạc hậu vậy thì mình phải chịu, mình đâu có biết gì, mình tưởng đâu là làm vậy mình mới sống. Thế là bây giờ mình học mình hiểu rồi đó, mà có một chút xíu cái óc khoa học đó ha, tiến bộ chút là mình thấy cái chuyện đó, cái trò đó hết sức là tâm thường. Rồi còn bây giờ đây là có cũng còn cái đó, cái bản đó, cái bản mà ta khắc cái bản mà là bà dân sư Quỳnh Tiên Bích Tiêu đó với cái bà thể nữ mấy bà đó, bây giờ người ta vẫn còn in nha, ở Sài Gòn người ta còn in cái đó. Rồi ta lấy cái hình đó, người ta viết tên của mình vô. Cái năm mà ví dụ như mình là sao La Hầu chấm thách cái hôn tai hả? Họ nói mình là sao La Hầu thanh viên tăng bãi của hôn tai, cái rồi mình viết cái tên của mình vô trong đó, cái rồi đốt đi, coi như là mình đã thấy mạng rồi đó, để năm đó mình được bình yên. Bây giờ người ta còn làm chứ phải là không còn. Chỉ có tôi là tôi thấy tôi thích cười quá. Mà hàng thầy chùa học trò của tôi năm nay nó 60 tuổi, 65 tuổi rồi, mà nó có chùa riêng nó vẫn làm vậy. Tôi nói là mày đừng có làm vậy, các ông đừng có làm vậy chi vậy. Nó nói không làm vậy thiếu tiền sai, phải làm vậy đó, làm một cái hình vậy đó là có thể là có 100 cho tới 500 cũng được, mấy bà khác khá dám đưa 500, không làm vậy là thiếu tiền sai. Đấy là học trò tôi thôi, cho nên tôi hồi dạy học trò của tôi bây giờ không có đếm số ngàn. Số ngàn đếm không có đủ đâu, nhiều lắm, nhiều hơn số ngàn. Nhưng mà học trò biết được làm cái đó, nó không chịu. Đa số nó còn làm cái đó hết. Cho nên tôi cũng buồn lắm đó chứ. Vì vậy mà tôi dịch chứng đạo ca, tôi nói thường đọc hành, thường đọc bộ là vậy đó. Tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, đi một mình, đi theo nhịp bước chân đi. Tôi những mong có pháp lữ chung lòng, cùng tiến bước vào niết bàn thường lạc. Không được vậy, tôi nguyện làm người cổ lỗ, sống theo mình, sống với gió mát chân thành. Dầu xương trơ thân rét thịt teo gầy, không ân hận, tôi vui với lập trường kiên định này. Người lập trường kiên định của tôi là tôi đi cô đơn lắm. Sống tới năm nay là không dễ gì đâu, mà đã được sống tới năm nay rồi là không còn gì để mất. Cho nên nói rất kỹ, nói rất thẳng. Dầu cho ba học trò nó có ghét đi nữa, giờ nó tìm cách nó tập chết thì cũng còn chưa sợ nó, chứ đừng nói nó không tập. Không đập là quá tốt rồi, đập chết cũng còn chưa sợ. Bây giờ thì phải nói nó hết rồi.
Bởi vì ngồi đây nói có một mình nó là nghe nó có sai. Tôi nói đây là nó một mình đó nha. Chịu nghe không? Chịu không? Nói mình một. Thế là cái chấp mà cúng dân căn đổ nốt gì là gọi là kiến thủ kiến đấy. Rồi cái chấp mà mua cái bộ đồ đó gọi là cò ba ngựa chạy ngày 23 tháng chạp để đưa ông Táo về trời là kiến thủ kiến đấy. Nó buồn cười, tôi nói là tôi phải cười đó, bởi vì tội nghiệp quá. Tội nghiệp những người không có học Phật. Tội nghiệp những người mà không có ai hướng dẫn. Cho nên người ta sắp sai lầm dữ lắm, mà thấy mình thương mình lại như nó nói được. Nói người ta, ta mắng, ta tự, ta chửi mình sao? Chứ cũng như vậy. Còn cái thứ bùa dựng nêu á hả? Tôi vẽ vô số, vẽ dùm. Bởi giờ đó tôi học chữ nhớ, cho nên là nhà tôi chữ lúc nào cũng có mật. Thành ra gần Tết rồi tôi viết dùm chơi, tùm lum, tôi vẽ một hơi là xíu gì. Vẽ cấp kỳ. Rồi là đây cũng đó nha, cũng rồi bùa dựng nêu cũng vậy, cũng là một cái thứ đấy. Bây giờ người ta bỏ dựng nêu hết trơn, người ta không có làm nêu nó có sao đâu, có thần thánh nào giật giận họng bẻ cổ gì đâu. Vậy mà bảo là hồi đó mà nếu mà ai đó không làm dựng nêu là người ta không chịu đâu. Đó, kiến thủ kiến là vậy đó, bảo thủ cái ý kiến sai lầm bậy bạ vậy đó mà biểu bỏ không được. Cúng đường ta về tài cũng là một cái thứ kiến thủ kiến sai lầm không cần thiết. Bây giờ ta xài lò ga không à, ông Táo đâu mà đưa. Hồi đó là cái nhà tôi cũng vậy thôi, cũng đắp ba cái ông Táo bằng đất. Rồi cúng được ông Táo, rồi ông Táo nào cũ ở trong quăng ngoài mấy cái đền miếu của thủ chủ. Mà cái thứ đất đó mà quăng đó rồi là không dám bước lên đó nha. Bước lên đó là sợ ông Táo bẻ giò bắt bệnh hoạn vậy đó. Bây giờ mình hiểu ra thì té ra cái đất đó nó cũ rồi thì nó hơi lỡ ló gì đó thì mình bưng đi dục đi có sao đâu. Vậy mà sợ lắm đó. Quăng đi mấy cái làm thủ chủ chỗ gốc cây đa là vậy đó. Đó là kiến thủ kiến đó. Rồi bây giờ nói tới một chút nữa đây nè, mình làm mộ bia rồi bằng thờ cái mộ mà để lâu đời đó mình làm đó, nói này động nữa là cái đó cũng là kiến thủ kiến đó. Chứ còn tôi mới làm cái bài thơ mồ quan đâu rồi, nắm mồ quan của tôi đâu rồi, là để tôi đọc cái bài thơ nắm mồ quan tôi mới làm cho tặng các Phật tử gần xa đây. Đúng nữa, nhưng mà đều đúng thì các vị bằng lòng là nghe, không bằng lòng là bỏ. Đây nha, đây là nói về làm cái mộ bia, làm cái mồ đây nha. Làm mồ đẹp đẽ mình tưởng đâu là mình có hiếu với ông bà cha mẹ, chứ nhìn bằng cái nhãn quan của người học đạo Phật vẫn là kiến thủ kiến, vẫn là tà kiến, không chấp pháp. Đây bữa đó là 1 giờ trưa, tôi đi rừng tôi chơi nắng chang chang vậy đó, mà trong người khó chịu, tôi đổ nón lá vô, tôi xách cái võng tôi đi rừng, đi ngang qua cái đồi đó, nó có cái nấm mộ. Rồi tôi thấy gì, mấy cái hai cái nấm mộ nằm song song nhau, còn vài cái rải rác ở xa xa. Tôi tất cảnh thành thơ, tôi sáng tác một bài thơ gọi là Nấm Mộ Đồi Quan. Nấm mộ đồi quan, đây tôi xin đọc. Chiếc mộ ai nằm giữa nắng trưa, tại vì tôi đi đó hồi đó là 2 giờ, 1:30 trưa tôi đi rồi thì đi ngang đó rồi nắng chang chang vậy đó.
Chết mộ ai nằm giữa nắng trưa, vi lô hiu hắt, khóm lưa thưa. Ở trong đó là có vi lô, là có cái đế, cái lao à, nó từng khóm, nó lưa thưa, nó bao bọc xung quanh cái đồ quan đó. Vi lô hiu hắt, khóm lưa thưa, ve sầu, ngâm khúc buồn thiên cổ. Thì đi ngang những cái đồi đó nó có tiếng ve, ve kêu nhiều lắm. Rồi trong cái rừng thông bạc ngàn của núi đồi đó lại có tiếng biệt biệt ha. Ve sầu ngâm khúc buồn thiên cổ, bìm biệt thông tinh nước lớn chưa. Bởi vì tục ngữ Việt Nam á, ca dao Việt Nam nó có câu bìm biệt kêu nước lớn anh ơi, buôn bán không lời chèo chống mỏi mê. Thành ra là trên cái đoạn đường mà tôi đi ngang cái đồi quan đó thì có vi lô hiu hắt, lưa thưa, ve sầu ngâm khúc buồn thiên cổ, bìm biệt thông tin nước lớn chưa. Bây giờ tới cái mộ đây nè. An giấc nhàn thu yên đẹp quá. À, tôi nhìn thấy cái mộ này, hai cái mộ này ở trong cái đồ quan, ở trong cái khóm vilô như vậy, trong cái đám tranh đám đế như vậy, tôi thấy hai cái nấm mộ này gọi là an giấc nhàn thu yên đẹp quá. Tôi có cảm tưởng là yên quá, đẹp quá. Đây là cái chỗ an giấc nhàn thu. An giấc nhàn thu yên đẹp quá, sống cày năm tháng mộng say xưa. Tôi ngẫm tới những cái người sống, thì sống mà đây chỉ cày đây là cái tiếng lóng, cái tiếng lóng mà của những cái người lao động cực lực làm theo cái kiểu công nghiệp quá đời nay đó, hãy làm 8 tiếng là 8 tiếng. Một ngày 8 tiếng là có nửa tiếng hồ để được ăn thôi. Còn ngoài ra là 8 tiếng là phải làm 8 tiếng. Rồi còn làm thêm giờ nữa. Có khi phải mình tranh thủ, mình cần để giúp đỡ người này người kia đó, là mình phải làm thêm giờ nữa, gọi là overtime tiếng Mỹ. Phải làm tăng giờ lên để cho có tiền khác khá, để giúp đỡ cho thân nhân quyết thuộc. Thành ra là ngoài cái 8 tiếng ra còn là làm thêm giờ nữa. Thành ra những người Phật tử mà xa xứ người ta đi làm vậy đó, người ta thường dùng cái tiếng cài. Cài, phải cài đó. Mình đi lao động ở ngoài quốc vậy đó, chứ mà tiền thì có thiệt, gửi về giúp đỡ thân nhân quyết thuộc có, nhưng mà phải người ta dùng cái từ cài. Sống cài năm tháng mộng say xưa, đây với nhìn bằng cái nhãn quan của đạo Phật á, thì chỉ là một giấc mộng say xưa thôi, mà mình cài quá đi. Rồi tôi nghe có ông thầy nào ông nói có vẻ cái là hài hước, mà nó gần như sự thật. Không phải là mình nói để mình cười người ta, mình chê là mình trách gì, nhưng mà vừa hài hước mà vừa là gần như sự thật của người lao động. Ông thầy đó ông nói với Phật tử, rồi Phật tử lại truyền đạt lại tôi nghe là vừa cười mà vừa muốn rơi nước mắt. Người đi lao động ở xứ ngoài đó thường gọi là cài, phải cài thôi. Lâu lâu về thăm Việt Nam thì dân chỗ này cúng chỗ kia, cho chỗ nọ vậy đó, coi thoải mái vậy, chứ mà khi mà trở vào bên cái nước của mình là bên nước Mỹ là phải cài. Cái từ cài là tiếng lóng vậy đó, bởi vì làm nhiều quá, làm cực lực quá. Ở Việt Nam mình cũng có những người lớn tuổi mà cũng cực lực làm quá, người ta cũng gọi là cài, nhưng mà ít. Còn ở bên Mỹ thì tôi nghe ông sư đó ông nói cái từ đó,
và Phật tử cũng xác định từ đó là đúng, phải cày đó. Sống cày năm tháng mộng say xưa, mồ cao tháp rộng trò hư giả. Tôi thấy cái đám bộ quan này tôi lại khen, tôi lại bằng lòng, tôi lại thích. Thành ra tôi có cái cảm tưởng rằng là mồ đẹp và những cái vị tu sĩ mà làm tháp cao 20 thước, 10 thước và tiền đổ vô trong đó mấy tỷ mới làm được cái tháp đó. Tôi cho đó là trò hư ảo thôi, trò hư giả, trò hư quyến, trò hư ảo, chứ không có được cái gì hết á. Mà tôi là chịu, một là ăn nhất ngàn thu ở trên cái nấm mộ đồ quan vậy, tôi thích là một. Nhưng mà thích về cái đó là cái tập quán lâu đời mình thích vậy thôi. Còn cái thích ngay bây giờ là hễ chết rồi là thiêu. Nghe nói nước Mỹ cũng thiêu 2-3 hạng tiền. Rồi Việt Nam mình bây giờ cũng thiêu, cũng khá tốt. Ở đấy thì là thiêu là tốt nhất. Tôi thích thiêu nhất. Cho nên là tôi muốn nói với Phật tử gần xa hữu duyên với tôi là cái ngày mình bỏ cái xác thân ngũ ấm này đó, mình nên tổ chức đơn giản, đừng cho tốn tiền nhiều. Một cái quan quách, một cái hàng rương đơn giản nhẹ nhàng, để rồi ngày trước ngày sau đi thiêu, hoặc là một ngày trước rồi một ngày sau nữa, tức là nội trong vòng 3 ngày. Nói trong vòng 3 ngày là đi thiêu. Còn nếu mà theo ý tôi đó thì là mình thí dụ ngày nay mình chết thì ngày mùng 1 thì ngày mùng 2 sáng mùng 2 đi thiêu được rồi đó. Tôi cởi vậy là tôi giữ rồi đó. Chứ để lâu là nó xì cái hơi mà ô nhiễm á. Cho những người sống thì đâu có lợi gì. Thành ra theo ý tôi đó thì Phật tử làm gì làm mà để ra cái dành một cái số tiền. Mà khi mà mình có chết là không cần chờ cái số tiền người ta đi cúng, gọi là đi thúng điếu. Mình làm sao cho mình đừng cần cái đó. Nội trong con cháu mình nó đủ sức để nó làm cho mình, là làm cho rồi gọn ghẽ nào quý vị này. Còn cái mà mình không đủ tiền thúng điếu, mình chờ người ta tới người ta cho ta thúng điếu, mình lấy tiền đó mình làm đám, là cái đó là hơi tội nghiệp. Cái đó là quá gọi là kham nhẫn đó. Đó là ở cõi ta bà dữ á, ta bà mà ta bà ở trong cái chỗ cực khổ dữ á. Cho nên cho tôi là cố gắng làm ăn dùm dụm để sau cái ngày mình chết là không cần chờ tiền thúng điếu, mà mình đủ sức mai táng bằng cái kiểu là quả táng. Cái đó hay, tôi cho là xã hội đốt về là xã hội văn minh, mà cái gia đình cũng là gia đình văn hóa nữa đó. Chứ để mà 4-5 ngày mình đâm heo rồi mình bò rồi ăn 4-5 ngày mình gọi là đền ơn cha mẹ là A Di Đà Phật. Đạo Phật không thích đổi, không chơi đổi với những người như vậy. Những người đó là không có giác ngộ. Ăn thì để cái ngày thường sạch sẽ vui vẻ mà ăn với nhau. Cái lâm ma để đó mà ăn là ăn cái gì nổi. Tôi đi đám ma mời tôi không ăn đâu. Người ta bối rối cực khổ như vậy mà ngồi đó mà ở đó mà ăn, ai mà làm cho mình ăn thì là cái để cái ngày là đàng hoàng sạch sẽ rồi, trong nhà bình yên vui vẻ rồi đó, thì làm tiệc thì đãi nhau. Ai mà để ngày đám ma mà nghĩa là 5-7 ngày vậy, giết 2-3 con heo con bò ăn, nghe cái đó nó buồn chịu không nổi. Cho nên là sống cài năm tháng mộng say xưa, mồ cao tháp rộng trò hư giả, tăng tục kình nhau thoi đẩy đưa. Ở Việt Nam này có, ở bên Mỹ sao tôi biết, ở Úc, ở bên Canada sao tôi biết, với bên này là tăng tục kình nhau. Có số Phật tử làm ăn khá bên Mỹ gửi về, có một phong trào đó báo đăng. Báo đăng là các cái người Phật tử này là phần ở từ Đà Nẵng trở ra Huế đó. Có lúc đó không biết sao mà họ tranh nhau, họ làm mồ mả.
Và các nhà báo họ đi săn những cái tin đó rồi họ đăng lên, mình nghe ôi làm cái mã vậy mấy trăm triệu vậy đó, làm mồ mã lớn, có nhà mồ rồi có trang trí rồi có sắt rồi bông hoa rồi xây tháp cao rồi mấy trăm triệu một cái mộ. Báo đăng tôi nghe tôi nóng ruột hết sức, không cần thiết. Trái hiếu như vậy không cần thiết. Tại vì mấy trăm triệu để cho những người thân nhân của mình xung quanh đó, những người anh em ruột đã giàu rồi thì bây giờ mình cho anh em chú bác bằng gì, cho anh em chú bác bằng gì đã khá rồi thì mình cho những cái người mà gọi là đã trong cái diện mà xóa đói giảm nghèo đó, mình giúp cho người ta làm vốn, người ta mà ăn khá lên, ta cảm ơn mình, làm cho xã hội mình nó đẹp. Cho nên tôi nghe cái làm mồ mà tốt đó, làm mồ sang, làm mồ 400-500 triệu tôi tiếc hết sức. Rồi còn những ông thầy chùa mà làm cái tháp mà mấy tỷ mà nó thổi phồng lên, nó đưa tiền cho nhà báo, rồi nhà báo tới rồi chụp hình rồi nói rằng đây là đá quý nhất, là cái tháp này là tháp văn hóa nhất. Ôi chục cha, nghe cái đó chịu không nổi. Mà nhà báo thì là thông tin nhiều cái cũng hay, mà có những cái mà mình cũng không hay. Cho nên nhà báo vậy chứ cũng có người chân chánh, cũng có người không chân chánh rồi nha. Cái người mà chân chánh là cũng muốn tiền đi nữa, người ta không lấy tiền đâu, người ta nói lên sự thật thôi. Còn có nhà báo mà không chân chánh là hả tung tiền ra cho 5-10 triệu rồi ảnh viết là xấu, ảnh viết là tốt. Những việc mà sai trái ảnh viết ra thành lẽ phải, còn những việc tội lỗi thì ảnh viết ra không có tội lỗi. Cho nên cuộc đời khó nói lắm. Làm mồ như vậy là không có được, không có quý. Theo đạo Phật là không có quý. Còn trong kinh Phật á, tôi giờ tôi không dám nói nữa, từ từ tôi nói nữa. Chứ trong kinh Phật có những cái nói vậy đâu mà các vị không có biết đâu. Các vị không có biết, các vị không có cái tiêu chuẩn của đạo Phật, thành ra các vị không có biết cái vậy trong đạo Phật. Tôi nói ví dụ như Đức Phật mà xuất nhập Niết Bàn mà trong kinh nó viết là phải tận luyện Đức Phật theo cái kiểu của Chuyển Luân Thánh Vương, dứt khoát là cho thầy chùa đó là thầy chùa là ham danh ham lợi ham mồ cao mã đẹp rồi đó. Cuộc đời Đức Phật là phải lấy cái tiêu chuẩn của Chuyển Luân Thánh Vương, Phật mới bằng lòng hả? Vì sao hồi đó Phật không làm Chuyển Luân Thánh Vương đi để hưởng cho nó sướng, ăn gà quay, uống rượu sâm ban cỏ nhát, rượu chắc Napoleon rồi với người ta, uống cho ăn cho nó sướng đi, rồi chịu cực muốn chết vậy đó, đi ăn ngày có bữa vậy đó, ai cho gì ăn nấy, mà chết rồi là đòi phải tánh ta bằng cái nghi thức của Chuyển Luân Thánh Vương. Nói vậy bất cứ thì chỗ nào nói như thế là đều là nói vậy, bởi vì nó không đúng với cái tôn chỉ của đạo Phật. Thành ra tôi ở đây là tôi ở trên rừng để tôi mới đủ sức để nói cái đó, chứ còn nếu mà tôi ở thành thị thì tôi cũng không dám nói nữa. Mà ở rừng là tôi cũng nói đại như vậy, là còn thằng nào muốn đánh muốn giết gì đó, chứ còn đây là nói thẳng đấy, nói hết không còn chừa cái gì hết. Kinh nói cũng bác bỏ luôn. Phật mà đòi sống là tánh niệm ta phải quấn bao nhiêu lớp vải rồi bao nhiêu lớp bông, rồi để trong ta cái là cái hàng thứ nhất, là hàng thứ nhì, thứ quan thứ ba, rồi phải tánh niệm ta là theo cái nghi thức của Chuyển Luân Thánh Vương, cái chữ đó là vậy rồi. Chuyển Luân Thánh Vương là cái gì, tại sao phải bằng cái nghi thức đó thì ta mới là thành người quý, người đáng quý của nhân loại. Vậy là Phật cần nhân loại quý lắm sao? Ồ, cho nên cái câu tôi vừa đọc là tôi biết là thầy chùa giỡn viết vô rồi. Mấy chục năm nay tôi nín ghê lắm, nó không dám nói. Bây giờ là không còn gì để mất, bây giờ đây mới nói đây nè. Nhưng mà nói chơi chứ ai nghe được, mấy người nghe
mà nghe rồi người ta cũng có cái kiến thủ kiến, người ta bảo thủ ý kiến của người ta, người ta nói ồ Phật phải làm vậy, Phật phải quý chứ, nếu không làm vậy Phật sao thành người quý. Té ra rồi lúc còn rồi nó, họ cũng nói tôi là nói như vậy là không tôn trọng Đức Phật, đáng lẽ phải quý Đức Phật mà đây nói vậy là không tôn trọng Đức Phật. Tôi đâu có không tôn trọng Đức Phật, Đức Phật đâu có đòi cái kiểu vậy mà tự bày ra như vậy đó. Cho nên cái câu đó là tôi kể kinh Đại Bát Niết Bàn tôi cũng vẫn bác bỏ. Tôi là có khả năng bác bỏ kinh điển. Bởi vì sao vậy? Tại vì Đức Phật nói này các đệ tử của ta ơi, các ngươi đừng vội tin lời nói bất cứ của ông nào. Họ nói họ là ông gì? Họ là người đa văn kỳ cựu, họ là người tuổi cao tác lớn, họ là người chứng đạo quả, họ là người mới nghe Phật vừa nói, cũng đừng vội tin. Mà các ông đệ tử của ta ơi, phải văn nhi tư, tư nhi tu. Các ông hãy nghe rồi hãy suy nghĩ mà thấy nó phù hợp với chân lý thì mới là làm theo. À, tức là văn như tư như tư như tu. Phật cho phép như vậy. Cho nên dù là gọi là kinh điển Đại Bát Niết Bàn, tôi nghe tôi cũng vẫn bác bỏ. Bởi vì sao? Vì tôi bác bỏ không phải là bác bỏ Đức Phật, không phải bác bỏ đạo Phật, không bác bỏ những vị hòa thượng thượng tọa đại đức tăng tu hành đúng với kinh Phật. Còn tu hành không đúng với kinh Phật tức là vị đó không phải là hòa thượng thượng tọa đại đức, không phải đệ tử Phật. Thì tôi có quyền triển khai, có quyền bảo vệ cái tự do tín ngưỡng của tôi, tự do tôn giáo của tôi, tự do ngôn luận của tôi. Cho nên dầu tôi có nói nghe giống như là xúc phạm ý tứ này ý tứ nọ, nhưng mà ý tứ đó không phải của Phật, ý tứ đó không phải của Bồ Tát, ý tứ đó không phải của những người tu chân chánh, thì tôi đâu có xúc phạm. À, cho nên là việc nó khó đó nha. Bây giờ tôi đọc lại bài này các Phật tử nghe để ý nè. Chiếc mộ ai nằm giữa nắng trưa, vi lô hiu hắt khóm lưa thưa. Ve sầu ngâm khúc buồn thiên cổ, bình biệt thông tin nước lớn chưa. An giấc nghìn thu yên đẹp quá, sống cài năm tháng mộng say xưa. Mồ cao thác rộng trò hư giả, tăng tộc kình nhau thoai đẩy đưa. Đừng có kình nhau cái gì thì kình nhau cái sự giải thoát giác ngộ thì nên kình. Còn kình để làm mà mồ cho đẹp, cái kình để làm tháp cho nhiều tiền đó, tháp cho cao, cho rộng đó, đừng có kình cái đó. Thế tôi kinh nói là Phật còn biểu mà làm tháp cho Phật đó, tôi cũng bác bỏ luôn. Tôi hỏi Phật gì chứ cái tháp đó là hữu vi pháp hay là vô vi pháp? Phật mà bảo là tháp cho Phật rồi tôi hỏi câu đó Phật là sao trả lời? Phật đã từng dạy cho chúng con rằng nhất thiết hữu vi pháp như mộng, nguyễn, bào, ảnh, như lộ, như ba tiêu, như cà phát, bà thành, như dương diệm, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Phật dạy con vậy, bây giờ Phật biểu làm tháp cho Phật là sao? Tiền đâu tụi con làm? Của con là những thằng ăn xin. Đệ tử Phật là những thằng ăn xin. Mà bây giờ Phật đòi cái tháp là như là nó thấp tiểu hơn thánh dương, rồi tiền đâu tụi con làm? Tụi con phải đi, nếu mà tụi con làm vua là tụi con phải đánh thuế, sát hạt lên dân dân để làm tháp cho Phật hay sao? Rồi làm quan là phải đi ăn hối lộ để đem tiền về cúng để làm tháp cho Phật hay sao? Hay là tụi con đi ăn cướp để làm tháp cho Phật? Phật nói đi, tiền ở đâu mà Phật bảo tụi con làm tháp? Cho nên là bảo làm tháp tôi cũng bác bỏ luôn. Tôi nói như Nguyễn Bình Sư là chơi mà, ta đã nói cũng là chơi, ai nghe không nghe thôi. Đấy, cho nên Phật mà bảo làm tháp là không có được. Hữu vi pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lọ, như điện, như dương diệm, như cảnh trung tượng, như thế trung nguyên, như cà phát bà thành. Phật dạy con vậy và Phật biểu làm tháp.
tụi con tiền đâu đây? Phật trả lại đi. Mà làm sao là phải làm sao giữa ngã ba đường nữa chứ. Chuyện gì phải giữa ngã ba đường? Để cho người ta thấy. Thấy không thấy thôi chứ. Hồi Đức Phật còn sống đó, sao Phật không muốn máy bay, nó bay cùng trời lên đây đây, người ta là Thích Ca Mâu Ni đây. Để cho người ta thấy, người ta biết, người ta theo, người ta tu. Bây giờ chết rồi là bảo tụi con phải đi quyên tiền bằng kiểu nào để làm sao mà giữa ngã ba đường để cho nhiều người thấy vậy, ta phát tâm nói tầm bậy. Không bao giờ tôi nghe. Tôi chết rồi tôi cho y học đây nè, cứ việc ngâm nước tôi đi rồi đem ra học bỏ xẻ xong rồi đốt bỏ luôn, không có cần gửi về chùa nào nhà nào hết, tôi đây. Vậy là Phật của tôi à? Bộ mấy người nói sao chứ? Tôi để tới Phật mà tôi coi tâm tôi không ra gì, tôi không quý báu gì hết. Đấy là tôi là người học Phật đấy. Còn Phật là cái đấng vô thượng, chí tôn vô thượng. Mà chắc là phải tẩm luyện như thế này, rồi phải xâm luyện như thế kia, rồi phải làm pháp như thế nọ. Nói vậy không bao giờ tôi nghe. Cho nên kinh điển là qua mắt tôi là tôi rọi lại hết. Những cái ông mà những cái thằng mà nó gọi là nó tiến sĩ, tiến sĩ nó khoe 4-5 cái bằng tiến sĩ được người ta nhiều người là quý đấy, mà giảng đạo Phật thật là tôi vẫn nói không tiến sĩ giống. Tiến sĩ mà giảng là tôn trọng khen ngợi cái ông Từ Đạo Hạnh là với ông Nguyễn Minh Không mà quấn lộn chết nghe răng ở trên cái sông Tô Lịch đó, ở ngoài Hà Nội á, nói cái mà sách vở mà nói cái đó là đối với tôi quẹt bỏ phải rồi. Anh tu hành gọi là đạo Phật, anh đắc đạo rồi anh được quyền, anh có thần thông rồi anh đi trên mặt nước rồi anh quấn lộn nhau chết nghe răng ra, vậy mà gọi là đệ tử Phật là cái người tu đạo Phật là được đắc quả là vậy đó hả? Các anh nghĩ coi các anh nói cái gì chứ. Tiến sĩ của các anh là vậy đó hả? Thiền nguyện tập anh của anh thì các anh nhất định nhà thiền là vậy đó hả? Đâu có được. Nhưng mà để tôi có cãi với mấy anh chi? Nhà sắp thiền nào mà giết cái đó đều là phải bác quả. Cái thành thiền sư đó là thành giống. Đã tu đạo Phật là phải thấy được cái tâm nhất thiết hữu di pháp, như mộng nguyện bào ảnh như lộ như điện. Không thấy được cái đó thì không có cái gì gọi là thiền sư cả. Còn thiền sư mà đắc đạo rồi đi trên nước, rồi quấn lộ trên nước, rồi chết nghe răng ra, mà ghi vào là sách vở của Phật, thì anh là tiến sĩ Phật học cái gì? Anh học cái gì của đạo Phật? Ồ, nói như thế vậy mà người ta nghe được đó chứ. Tôi là nín mấy chục năm rồi nha, nín mấy chục năm rồi đó, không dám nói nó đụng chạm, nói nó sinh ra là mít lòng. Bây giờ thì không còn gì để mất, cho nên nói thẳng đấy chi, để coi như chào diễn biệt. Nói rồi không còn cái gì để nói. Viết bậy bạ trong kinh gọi là kinh sách mà viết bậy bạ trong họ không biết. Cho nên cái thứ tiến sĩ coi chừng á, cũng cờ cũng biển cũng cân đai, cũng gọi ông nghè chẳng kém ai. Mảnh giấy làm nên thân giác bản, nét son điểm rõ mặt văn khôi, tấm thân xiêm áo sao mà nhẹ, cái giá danh khoa ấy mới hời, ghế xéo lộng xanh ngồi bảnh chọe, tưởng rằng đồ thật quá là đồ chơi. Cái bài thơ tiến sĩ giấy rồi tôi học hồi nhỏ. Tiến sĩ mà tiến sĩ bằng giấy cũng là tiến sĩ, cũng cờ cũng biển cũng cân đai vậy, cũng gọi là ông nghe vậy chẳng kém ai. Mà cái mảnh giấy làm nên nó, rồi cái mặt của nó đẹp đẽ là do son, rồi áo quần của nó là bằng giấy cho nên nó nhẹ xìu ha. Cái ghế của nó là ghế xéo ngồi bệnh trẻ vậy chứ cũng bằng cộng năng cộng gì đó rồi. Cho nên là coi như là đồ thật chứ quá là đồ chơi.
Thành ra tiến sĩ mà những ông giỏi thiệt là ta làm nên đại nghiệp nha. Bây giờ bắt đầu là tiến sĩ sinh học, là tiến sĩ văn chương, là tiến sĩ điện tử, là tiến sĩ nhiều thứ tiến sĩ ta làm nên sự nghiệp. Mà tiến sĩ Phật học coi chừng, coi chừng ba tiến sĩ Phật học ở nhà. Tiến sĩ mà gọi là tiến sĩ Phật học đó là nội cái từ tiến sĩ Phật học là đã là chứng tỏ rằng nó dốt nó ngu rồi đó. Bởi vì cái người học Phật ta đâu cần nói cái bằng đó, không cần cạnh tranh với thế gian để lấy cái bằng đó. Cho nên là đừng có cạnh tranh với là nghệ sĩ, là tiến sĩ, là thạc sĩ, là gì sĩ, là cái đó thế gian người ta cạnh tranh, ta học càng giỏi càng quý. Mà đạo Phật mà đi học để khoe khoang tiến sĩ là thứ dở rồi. Bởi vì nó chạy theo danh, chạy theo lợi. Người học trên tiến sĩ mà không nói mình tiến sĩ, người đó mới là người đáng sợ. Coi chừng người đó, người đó sẽ làm những việc nghiêng trời đổ nước đấy, làm những việc lợi lạc chúng sanh đấy. Còn mà khoe khoang tiến sĩ để chút ha, là cái đó coi chừng, cũng trời cũng biển cũng cân đai. Ôi trời trời, nó đụng ngố, tôi nói là tôi đụng tùm lum, nhưng mà tôi không yêu cầu các vị nghe rồi suy nghĩ coi cái nào được lấy, nào không được bỏ. Xin chào, chúc tất cả các vị vui vẻ, hạnh phúc, tinh tấn, A Di Đà Phật.